mây luôn kìa. Nguyên một biển mây luôn. Biển mây buổi sáng đẹp quá mọi người ơi. Đẹp chưa? Hồi lúc nãy ăn sáng, hồi ăn sáng thì không thấy, nhưng mà bây giờ thì thấy. Vẫn còn bị cản trở bởi cây cối rác rưới chỗ kia mày ra. Sáng sớm ngắm được một chút mây vậy là cũng thấy ok rồi các bạn ơi. Bây giờ thì sẽ đi về theo hướng Trịnh Tường và sẽ đi về thành phố Lào Cai. Thì nếu đi theo cái tuyến này ấy, hôm qua mình có đăng một cái bài ở trên mấy cái nhóm phượt thì người ta bảo là đi theo cái hướng Trịnh Tường và đi về thành phố Lào Cai thì nó sẽ khỏe hơn, nó sẽ ok hơn. Còn đi cái hướng mà Mường Hung mà từ Sa Pa đấy thì nó sẽ bị ấy, nó bị đường rất là xấu. Nên là bây giờ mình sẽ đi thẳng theo cái hướng mà người ta chỉ, mọi người thường hay đi nhất. Nó cũng sẽ có những đoạn xấu thôi, nhưng mà nó ít xấu hơn là đoạn Mường Hung. Và tình hình bây giờ là đang có một cái cơn mưa sương. Đây là cái cơn mưa mà nó là cái kiểu mưa phùn mà làm nó ướt đường đi này. Đi đường đất thì rất là khoai, đi đường đất nó trơn ấy. Trời nó mưa mà gặp xe đi nặng và đi vào đường đất thì nó trượt, nó đổ xe là cũng oái nữa cơ. Lại phải quay lại một cái đoạn đường này các bạn ạ. Mà không biết là quay lại tới cái khúc nào thì mình mới rẽ vào cái hướng về Trịnh Tường. Đi hướng này thì sẽ đi về thành phố Lào Cai. Đi về thành phố Lào Cai chơi xong bắt đầu mới bắn lên Sa Pa. Với lại tình hình là hôm qua nghe mọi người bảo là lúa ở Nậm Cang nó đang gặt hết, gần hết rồi. Cho nên là cũng không còn lúa để mà check in nữa. Nên là cũng đang phân vân là không biết là theo lịch trình thì mình có nên ghé vào Nậm Cang để mà nghỉ ngơi hay không, hay là thôi ở trên Sa Pa chơi luôn. Nếu mà ở Sa Pa chơi luôn thì muốn đi ngắm lúa thì phải đi loanh quanh xuống mấy cái bản thì mới có lúa. Còn ở thị trấn Sa Pa chơi thì nói thật ra là chả có cái gì chơi mà phù hợp cho mình cả. Bởi vì ở đây toàn mấy cái khu gọi là du lịch kiểu dạng check in này. Lên mấy vào trong đấy mua vé này nọ check in thì mình thấy nó cũng không có gì thú vị. Chưa gì sáng sớm nó sốc lộn ruột hết rồi. Vừa mà sáng sớm dậy ăn được tô mì, làm cái ly mì chứ. Ly mì ăn luôn ở trong hotel. Đấy là hotel. Ăn xong bắt đầu rồi sắp xếp đi sớm. Bây giờ là 7 giờ sáng, 7 giờ 15. Dạo này hay đi sớm để có nhiều thời gian chơi bời nữa cơ. Chứ đi chơi mà ngủ hoài như ở nhà thì không ổn. Sáng nay mình lại quên kiểm tra xem là cái bánh xe của mình nó còn ổn hay không. Hay mình cũng chưa kiểm tra luôn là xem cái lốc máy của mình có bị vấn đề gì hay không. Nhưng mà nếu mà bị vấn đề là xe không có chạy gì được nữa rồi. Nhưng mà xe vẫn chạy bình thường. Nên vấn đề lốc máy thì chắc không sao. Nhưng mà vấn đề bánh xe thì khả năng là có sao đấy. Nên là cùng lắm thì mình sẽ bơm thêm hơi cho nó đấy, để mà nó đi về được thành phố thôi. Để mà chắc ăn thì bây giờ sẽ kiểm tra luôn, ngó thử xem là cái lốp sau. Rồi đúng luôn, lốp sau đã mềm rồi các bạn ơi. Lốp sau mềm rồi, 100% là lốp này đang có vấn đề. Bây giờ thì không có hòa nghi ngờ gì nữa rồi. Nhưng mà không sao, vẫn có bơm điện để mà mang dự phòng theo. Hôm qua đến giờ là bơm 2 lần rồi và nó vẫn xì, nó xì từ từ. Nó xì dạng như xì lỗ mọt ấy, chứ nó không có xì nhanh. Một hồi nữa tìm được cái chỗ nào ok, ổn ổn thì mình sẽ bơm. Ở đây người ta cũng có đứng đợi xe này, không biết xe đi đâu. Chắc xe khách để mà đi về hướng Lào Cai đấy. Sáng sớm ở đây thì cũng lạnh phết, chắc cũng tầm mười mấy độ. Giống như ở Đà Lạt, trời cứ xe lạnh. Hôm qua khi mà mình check map ấy, thì mình thấy là nếu mà đi hướng ngược về đằng sau mình ấy thì là nó giống như là một cái hướng đi tiếp là của cái DT158 này. Thì nó là cái cung đường biên giới, nó giống như cái đường tuần biên vậy á. Mà cái đường đấy thì mình thấy ít ai nói về cái tuyến đường đấy. Thì khả năng là cái tuyến đường đấy nó cũng rất là khó đi. Và nó xa, khó đi thứ nhất, là thứ hai là nó xa rồi. Sợ đi phải vào cái trời mưa mà nó xe cộ này nọ, hay là đường xấu, nó còn xấu hơn cả cái đường mình quay về đây nữa, thì
là toan mất. Còn bây giờ quay về thì bắt buộc là phải đi qua, quay ngược lại cái hướng mà hôm qua mình đi tới một đoạn, và sau đó thì mình sẽ rẽ vào cái hướng khác để đi tiếp, chứ không phải là đi tiếp cái con đường mà hôm qua mình đi. Thì đây là cái hướng mà đi về cái đường hôm qua mà mình đi đây. Mình thấy nó sẽ chỉ cho mình đi một đoạn, và xa bao lâu thì cụ thể thì cũng không rõ. Khả năng là khi mà đi xuống tới Lào Cai thì sẽ tìm chỗ để mà vá xe, kiểm tra lại cái bánh xe. Úi dồi ôi, đạp lên số 1 thôi các bạn, đạp lên số 1 mà nó bị dính vào số mo. Dính vào số mo thế là nó không lên ga được. Ảo thật cái bọn xe này. Trời nó cứ đang mưa phùn, mưa bay bay thế này. Mưa dạng như kiểu mưa sáng sớm, mưa sương ấy. Sương nó cứ bay bay bay, ướt hết kính, ướt hết xe cộ. Đi nó nhấp nháp, nhưng mà thôi cũng được, mát mẻ. Đừng có cái là đừng có mưa to thôi. Mưa to thì thôi toang lắm các bạn. Các bạn nhìn cái tuyến đường này mà nó mà mưa to thì cũng gọi là hình dung ra được là nó sẽ đen như thế nào rồi. Đấy, từ cái đoạn này nó đang sửa. Đi qua cái đoạn này thôi là nó sẽ vào đường sỏi đá tiếp. Ôi, đường đất, cứ nhìn thấy đường đất là thấy khoai. Đường đất mà còn ướt nữa chứ. Đây là con đỡ rồi đấy. Như hôm qua kìa. Hôm qua không xuống được luôn. Ai ạ. Đường này đi vẫn còn ok, vẫn còn bám đường. Khi mà đi vào cái đường xấu như này thì ông anh kia ông ấy lại không có dám chạy. Ông ấy lại đi chậm lại. Đi mấy cục đá nó to ấy. Nó to quá nó làm cho cái cổ xe của mình nó bị quặt quẹo qua lại. Cứ phải ghìm tay lái thật là chắc. Úi dồi ôi, được rồi. May quá. Đi cái đường này cái xe nó cứ quặt quẹo qua lại. Mắc cười đâu ạ. Cầm tay lái mà không cứng là gồng, đi không quen gồng tay ấy, gồng tay cứng tay để mà điều khiển cái đầu thì nó sẽ rất là nhanh mỏi tay. Thả lỏng ra, càng gồng thì càng nhanh mỏi tay, càng mệt thôi. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi. Mấy cái chỗ học đá nó to, đá học to vãi. Lên chỉ lo là đổ xe đó các bạn. Mình thì mình xác định luôn là mất, nếu mà mất lái, mất thăng bằng ấy, không còn giữ xe được nữa thì buông xe cho nó đổ mà bay ra. Chứ không cố mà kìm xe lại nữa làm cái gì cả. Vừa mất sức mà cũng chả cứu vãn được cái tình hình gì. Ui ui ui, nó lại cứ quặt quẹo qua bên này. Vô khỉ, sáng sớm mà có tô mì thì chưa đủ sức hay sao ấy ta. Mất thăng bằng quá. Những cái đường như này ấy, xe nào khỏe thì đi nó sẽ ok. Ô, đây, khả năng là đây, Trịnh Tường đây. Đây là hướng về đường về Trịnh Tường đây các bà con này. Đây rồi. Mực hết lớn rồi các bạn ơi. Cái đường để đi về hướng Trịnh Tường đây, nó là đường đẹp như thế này mà. Bảo sao là mọi người kêu đi đường này. Đường này nó cũng có đoạn xấu, nhưng mà nó sẽ không xấu như là cái đoạn đường đường rừng và cái đoạn đường từ Sapa lên Mường Hung đấy. Đi cái hướng Mường Hung. Còn này là hướng Trịnh Tường. Bây giờ thì cứ chạy tàn tàn, xem khi nào tới một cái địa điểm nào đấy nó đặc sắc, hay là nó lại vào những cái cung đường oái oăm, mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn, cho các bạn cùng đồng hành cùng ha. Sáng cái đường này nó sương mù, nó rơi mưa ấy, mưa nó rơi dày đặc, ướt hết cả người rồi các bạn ơi. Hồi sáng đi thì cũng thấy có mưa nhỏ nhỏ, nói chung mưa phùn kiểu này nè. Nhưng mà lười không mặc áo mưa vào, nhưng mà vẫn còn ở trong cái mức gọi là thoải mái, không cần mặc áo mưa nữa. Thì nếu mà mặc áo mưa thì nó sẽ ấm hơn. Cái đường Trịnh Tường này nó đẹp ghê. Nó đỡ biết bao nhiêu là cái sức mà mình đi cái đường xấu kia. Cái đoạn đường đẹp nó kéo dài chưa được bao lâu thì nó cũng cho mình đi vào cái đoạn đường sỏi đá như này. Đường sỏi đá nhiều, đá học đá lớn, gọi là như cái đường gọi là đường đá. Nhưng mà theo mình thì cái đoạn đường này nó vẫn khá là dễ chạy. Nó dễ chạy hơn nhiều so với đoạn đường đất.
đường đất đi kèm với ẩm ướt là nó là combo combo của nhục luôn. Vì những cái đoạn đường đấy thì xe nó rất là dễ bị trượt, rất là dễ bị xòe, mà xe nó đã đổ thì rất là mất sức để mà dựng lại nó lên. Có một mình nữa thì há mồm, hai người thì đơn giản rồi. Và mỗi lần xe nó đổ như vậy thì nó rất là bẩn, dơ. Đường này đi vẫn thoải mái, mấy cái đoạn đường như này mình đi vẫn vô tư, vẫn tự tin. Không biết thì cái sương mù này nó sẽ kéo dài tới đâu và tới khi nào thì nó hết. Nhưng mà đường này, sương mù nó rơi mà ướt đường luôn nè, nước sương ướt hết đường, ướt hết nón. Nhưng vẫn còn may mắn chán hơn là đi cái tuyến đường kia. Chứ đi cái tuyến đường Mường Hung kia về Sa Pa nữa thì thôi đúng là ối rồi ôi. Tới Sa Pa thì cũng không còn sức, không qua đi cái đoạn Mường Hung Sa Pa đấy này. Sa Pa lên đây và bằng cái đường Mường Hung nó đâu đấy khoảng hơn 60 cây. Hơn 60 cây mà đi đâu đấy 12 giờ trưa cho tới 4 giờ chiều. 60 cây các bạn ạ, kinh thật. Cơ bản là mình vừa đi vừa đợi ông anh nữa. Còn mình thì vẫn bang tốt, vẫn bang đều đều được. Đều đều ở đây thì chắc cũng tầm 40, đường nào đẹp thì 50-60 thôi, chứ còn không có phải như bang như ở ngoài đường lộ được. Đẹp chứ kìa mọi người ơi, nhìn nè, nguyên một biển mây luôn, toàn mây mây thôi. Khung cảnh này chỉ có chứng kiến tận mắt thì mới cảm nhận được rõ cái sự là hoành tráng. Làm gì ghê đấy anh, thả dốc thôi mà nghe đâu tưởng xòe không ấy. Thả dốc mà nghe tưởng xòe không, sụp sụp cái gì đâu, đường vậy là bình thường. Cách Trịnh Tường đâu đấy khoảng tầm 20 cây nữa là thôi là sẽ xuống được tới đây dưới Trịnh Tường. Nghe nói là dưới đấy sẽ có cây xăng mà không biết thị trấn ở đấy nó có lớn hay không. À thôi rồi, mình lại nãy dừng thì mình lại quên bơm cái bánh xe phát, giờ đi nó cứ sạch ấy. Chắc là xuống dưới đây chỗ nào bằng tí rồi bơm cái bánh xe lên lại. Đi dưới ruộng bậc thang quá đẹp luôn này các bạn ơi. Rồi chốt ở đây sẽ dừng lại để mà bơm bánh xe một chút. Ui đúng rồi, cái view biển mây luôn các bạn ơi. Tí mình cũng phải lên đây check in phát. Hôm qua kiểm tra sơ qua thì không thấy có cái đinh nào, thế mà chạy nó lại cứ bị xì một lần thì không sao, chứ xì mà 2-3 lần như thế này, lần này lần thứ 3 này, thì chắc chắn là bị vấn đề. Chúng là đi mà không có cái bơm dự phòng như thế này thì cũng lo phết các bạn ạ. Mấy cái vỏ không ruột này đi nếu mà không may nó có ăn đinh ấy, ăn nhẹ nhàng ấy, thì có bơm thì vẫn bơm để mà chạy tạm được, chứ vỏ có ruột thì thua. Mà đã xác định đi chơi như thế này thì nên dùng vỏ không ruột. Đúng là khi mà đi đường dài như thế này mà không có cái bơm dự phòng thì có phải là toang không các bác ơi. Bây giờ thì đang ở trên đường y tí, đi cái đường nó như thế này này, nó làm gì có cái tiệm sửa xe nào mà vá được mấy cái xe mà không ruột này đâu. Nếu có thì may ra là chỉ vá lụi thôi. Mà cách tốt nhất để khắc phục là nên có một cái bơm và mấy cái bộ vá, mấy cái bộ vá tạm thời, vá lụi, vá liếc các kiểu để mà dự phòng, rồi không chẳng may nó xảy ra cái vấn đề gì thì mình còn giải quyết được. Chứ nếu mà không có mấy cái đấy thì cũng khoai lắm, xe nó mà bị cái gì thì cắn răng cắn cỏ ở trên mấy cái đường này thôi, không có chạy được nữa. Bây giờ thì đang là buổi sáng, tiện cái lúc sửa xe như này thì đứng lại ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây một tí. Đây toàn một biển mây này các bạn, coi cái biển mây này khủng khiếp chưa, ngay kế bên mình luôn, một biển mây. Ở chỗ này nó chưa đẹp lắm đâu, nhưng mà ở đằng xuống cái chỗ đằng kia kìa, đằng kia có một cái khúc nhìn ra thẳng biển mây luôn. Cái vỏ của mình thì đi hôm qua là phát hiện bị mềm một lần rồi, bơm một lần rồi, xong rồi về sau lại phát hiện bị mềm thêm lần nữa, lần thứ hai là thôi nghi rồi. Còn hôm nay là lần thứ 3, chắc chắn là nó đã bị xì một cái lỗ nào đấy. Nhưng mà hôm qua kiểm tra là xem có cây đinh nào không thì không thấy một cái cây đinh nào hết, thì chắc chắn là cái vỏ xe này nó đã bị xì một cái lỗ mọt nhỏ nào đấy, nên là nó sẽ xì hơi dần dần, nó mất hơi dần dần.
cho nên là để một thời gian lâu là nó vẫn sẽ xì xuống lại. Nhưng mà không sao, đã có một cái bộ bơm lốp dự phòng rồi, và có rất là nhiều vá, vá nấm, vá niếc, rồi vá nào loại nào cũng có, mình cắt cho hai cái bên hộp này, khi nào cần thì xài, nhưng mà bây giờ thì chưa cần lắm, nên là khả năng một hồi nữa xuống tới thành phố Lào Cai thì sẽ tìm cái chỗ mà đi vá trong luôn cho nó an tâm. Bây giờ thì tiếp tục lên đường thôi. Bơm xe xong cứng cáp rồi, bây giờ sẽ đi lên đây để ngắm nghía cái view này thử xem là có chụp được một cái tấm hình nào ở đây không. Tình hình là thấy cái view này khá là vô cực đấy. Nó sẽ thể hiện được cái độ hoành tráng. Ui 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 ui. Đẹp chưa? Ui. Mình sẽ selfie một tấm ở đây làm kỷ niệm. Rồi, bây giờ sẽ tiếp tục lên đường. Về tiến thẳng về Trịnh Tường và đi thẳng về thành phố Lào Cai. Xuống tới đây là đi bên trong mây luôn này các bạn. Xuống thấp cái đi bên trong cái vùng có mây á. Thế nó mù mù, trắng xóa một bầu trời. Nay đi trên cao thì mình còn nhìn được biển mây. Bây giờ đi xuống thấp rồi, ngang với tầng mây rồi, nên là mình sẽ bị đi vào trong mây luôn. Có nhiều đoạn đi ngang là trắng xóa như là đi lên thiên đường vậy. Ui ui ui. Mẹ, nguyên cục xít bò, nguyên cục xít trâu, xít bò gì đấy, nó nằm ngay cái chỗ mà cần phải đi vào để mà lách, để mà đi qua cái đường đa, cái khúc đấy. Mà không đi vào được cái khúc đấy thì phải đi lên cái gờ thì nó hơi cao. Mém tí nữa thì xòe, mém tí nữa quăng xe chứ. Đấy, lại đi vào trong sương mù rồi này. À nhờ, sương mây đấy. Vừa sương mù vừa sương mây. Một hồi nữa mình đi qua hết cái sương mù này, tự dưng mình thấy mình trở về cái thời kỳ đồ đá, thời kỳ một cái kỷ nguyên nào đấy khác. Rồi xong rồi, biết rồi đấy, là chuẩn bị có vlog xuyên thế kỷ. Ôi, không nhìn thấy đường đằng trước luôn kìa các bạn ơi. Coi như đằng trước không thấy đường luôn. Bây giờ là đang bật đèn vàng rồi. Bật đèn vàng để cho nó thấy đường, để cho người đằng trước có đi thì thấy. Okay, tới đây gọi là tầm nhìn chắc khoảng 5m, 5-10m gì đấy về phía trước. Có đoạn nhìn rõ, có đoạn thì hơi mờ. Ui ui, mình thấy được ông Anh đằng trước rồi. Ông Anh ngay đang đằng trước mình thấy cái ánh đèn của xe ông rồi. Sẽ chụp ở đây một tấm hình, ở đây có vẻ nhìn ma mị. Nhìn khá là ma mị nên là mình sẽ chụp một tấm hình ở đây. Ui, con trâu hết hồn rồi. Mình nghe cái tiếng rít rít gì ở đâu đấy bên phải mình, cái mình quay qua bên lên trên thì mình thấy con trâu. Anh cảnh đẹp quá, phải chụp tấm hình anh ạ. Tiếp tục đi. Ướt xạ sũng. Đây là con trâu này, mọi người nhìn con trâu này. Đấy, nó đứng ở trên đấy, nó đang ăn cây, ăn cỏ. Mình cứ tưởng là cái tiếng ống nước nó kêu rít rít. Nhưng mà từ bên ngoáy lên thấy nguyên con trâu to đen xì, hú hồn. Kinh chưa, mù kinh chưa. Mù mịt luôn. Đi vào trong mây. Thật là tuyệt vời. Được cái là cái đèn vàng này cũng, cái cặp đèn bi cầu vàng này cũng khá là hay. Cặp này là BMA T3S. Nó có mấy chức năng, vừa đèn trắng vừa đèn vàng. Đi bình thường thì có thể bật cái đèn nháy, vừa đẹp cho người ta chú ý, mà cũng gọi là vừa là một cái chức năng gọi là chốt đoàn hoặc dẫn đoàn luôn, để nhận biết người trong đoàn đấy. Hôm nay là để đi vào những cái thời tiết mà nó sương mù mây mưa như thế này. Sương mù nhé, còn mây mưa thì cũng khoai khoai đấy. Nói chung là sương mù như thế này có những cái đèn vàng thì nó sẽ giúp người đi đối diện dễ phát hiện ra mình hơn. Google Maps nó vừa mới kêu mình rẽ phải, mà đây làm gì có chỗ rẽ phải đâu. Bây giờ rẽ phải chắc đi xuống vực ấy. Đây, tới đây nó mới rẽ phải này. Google Maps đi lên vùng cao này lâu lâu nó cũng ảo ma lắm, nó chỉ không có đúng đâu. Úi giời, nguyên đoàn trâu đi trong sương này các bạn. Úi trời ơi, con trâu này sừng đẹp đấy. Sương mù thế này thì nếu mà quay mà không để ý cái camera, không lau cho nó là lâu lâu nó bị động hơi sương, động nước ở trước cam
che mất cái tầm nhìn đi, mình không có ấy được, nên là cứ phải đưa tay lên lau cái cằm liên tục. Xuống tới đồng bằng rồi các bạn ơi, xuống tới cái bán Trịnh Tường rồi. Bây giờ là đi xuống đây thì cái không khí bắt đầu ấm lên dần, không còn lạnh như là lúc ở trên cao nữa, nhưng mà vẫn còn mây mưa. Mưa này là mưa của sương mù. Bây giờ thì phải đi tìm cây xăng, đổ xăng cho con AB kia, rồi tiếp tục đi thẳng về Lào Cai. Xăng mình thì còn 2 vạch, chắc là dư sức đi tới Lào Cai. Từ đây tới Lào Cai nãy mình xem còn khoảng 40 cây, mà 2 vạch này thì dư sức đi khoảng 40 cây rồi. Ngay cả khi xe này nó đã chớp xăng rồi thì trong bình nó vẫn còn đâu đấy khoảng hơn 1 lít, thì cũng được phải được 50 cây là ít, nên là thoải mái. Bởi vì cái bình này nó cũng là bình bình độ rồi, nên là nó nhiều xăng hơn bình thường một chút xíu. Ui ôi trời, ui ôi, ui ôi, ui ôi, chạy kìa, ui ôi, ui ôi, cái gì vậy? Tự nhiên chạy cà nhông vậy. Cái này có xe khách này, xe khách lên y tí luôn này. Đâu phải là không có xe khách đâu. Xe khách lên y tí rồi, người ta sẽ hay đi check-in ở trên đấy, mấy cái núi Lão Thẩn rồi, rồi nhiều cầu san đấy. Ôi, ui nhiều trầu thế. Ui, đừng con nào vui vui mà tự nhiên ủi mình cái nha, là trầu thịt ủi trầu sắt liền đấy. Một sự va chạm không cân sức. Hôm qua xem trên dự báo thời tiết thì là nó có báo mưa, nhưng mà hiện tại bây giờ thì mưa thì không thấy có hiện tượng giống mưa, chỉ có cái là sương mù sáng sớm. Bây giờ 9 giờ sáng rồi các bạn ơi, 9 giờ sáng rồi vẫn còn sương mù rồi, nên là có mưa sương mù thôi, không ảnh hưởng gì lắm. Nhưng mà cái mặt kính của mình nó bị ướt hết rồi, nên là mình không có dùng cái kính này. Nãy giờ mình đi từ trên y tí xuống đây là mình toàn phải bỏ kính lên, dựng cái kính lên để mới nhìn đường. Ôi đây nhiều lúa chưa, nhiều lúa phết. Đúng là con đường, con đường vào mùa du lịch, mùa lúa một phát thì bạt ngàn. Ở đây là cây nó mới nhú thôi, nó còn chưa có hạt lúa nữa mà. Đây nó mới lên cây thôi. Thì đúng Phật là phải từ tháng 9, tháng 10, tháng 11 bắt đầu xuống tới Trịnh Tường rồi. Ôi ở dưới này lớn vãi. Dưới này là như một cái thị trấn luôn rồi, còn cái gì nữa. Đây chắc không có thiếu dịch vụ gì luôn. Bây giờ đi đổ xăng phát rồi sẽ đi về Lào Cai. Thế mà hôm qua không biết đi cái đường này thì có phải khỏe hơn không. Đi cái đường này như là dài hơn tầm 30 cây, nhưng mà nó khỏe hơn biết bao nhiêu. Chứ còn đi cái đường kia của mình thì nó đi cái đường từ Sapa lên thẳng luôn ấy, thì nó hơi khoai. Đúng là cái đường từ Y Tý đi về Trịnh Tường rồi đi về Lào Cai này nó đẹp biết bao nhiêu, thì cái đường từ Sapa đi Mường Hung rồi đi lên Y Tý nó xấu bấy nhiêu. Đi từ Y Tý ra Trịnh Tường ấy thì nó cũng gọi là một cái đoạn đường xấu đi, nhưng mà cái đoạn đường xấu đó nó không là cái gì so với đi bên cái tuyến Mường Hung kia cả. Bởi vì đi cái tuyến Mường Hung kia thì dường như là nó toàn bộ cái tuyến đường nó đều là cái đường, nó giống như là đường mà từ Trịnh Tường đi lên Y Tý vậy. 60 km từ Sapa đi lên Y Tý, trong đấy có 20 km cuối là đường khá là khoai, là cái đường khoai nhất của cả cái tuyến đường, gồm đường đất đỏ rồi đường đá tảng, đá na to cái nào cái đấy, nó to khủng khiếp. Nó sẽ khó đi nhiều hơn là cái đường Trịnh Tường kia nhiều. Trịnh Tường là mình thấy không phải là đường khó, quá khó đâu. Cái đường đấy là đường bình thường đấy đấy. Nhưng thôi, đằng nào cũng là cái trải nghiệm cả. Vừa được đi tuyến kia mà lại vừa được đi tuyến này. Biết được nhiều đường thì trải nghiệm càng nhiều thôi chứ có gì đâu. Bây giờ thì cũng gần về tới Lào Cai rồi. Và chắc là sẽ vào Lào Cai ăn uống linh tinh cái gì đấy, nghỉ ngơi một chút xíu. Rồi sẽ đi lên Sapa sau. Bây giờ mới 9 giờ 40 sáng à. Còn khá là sớm. Mới nãy vừa ghé vào cửa khẩu Lào Cai chơi bời, xong rồi check in ở đấy một chút xíu, xong rồi đi ra ăn bánh cuốn. Bánh cuốn Trung Quốc các bạn, ăn cũng ngon phết. Thấy nó làm thì cũng đơn giản thôi, nó là theo kiểu mà thịt xào lên xong bắt đầu rồi cuốn với lại mỡ hành, thế là xong. Ăn thì nói chung cũng được.
đẹp chưa các bạn ơi? Đúng mà, lên trên cao một phát là nó mát lạnh hẳn. Mây này trên đây, thời tiết như thế này là quá đẹp luôn đấy các bạn. Thời tiết như thế này 10 điểm. Rất đáng để đi chơi. Ôi, các bạn nhìn đằng trước kìa. Gọi là mây rồi núi rồi nó hòa quyện vào nhau. Giờ mà về tới Sapa là mình sẽ vất cặp thùng ở lại homestay, rồi mình sẽ đi xe không cho nó nhẹ, rồi để đi mấy cái bản mà cà phê, cà pháo, rồi lúa liếc các kiểu đấy. Quá đẹp, quá mát luôn các bạn ơi. Trời ơi, con cầu đẹp chưa? Cầu này là cầu móng gì đó. Nãy mình nhìn thấy cái tên mà quên mất rồi. Cầu, đây có cái chữ, cũng làm cái chữ Sapa giống Hollywood các kiểu nè. Rồi cái xe này dừng sao kỳ cục vậy? Dừng thì dừng hẳn vào trong lề đi, dừng giữa đường nè. Bị gì hả? Ủa, xe không có ai trên xe luôn, không có người trên xe luôn các bạn. Không thấy có tài xế nào dừng hết mà. Vào tới thành phố một phát là nó bắt đầu đông xe, kẹt xe. Ui, đường ở đây nó cũng đang chắc là tính mở rộng thêm đây này. Thế thụt vào một khúc. Sapa này nó cũng bé xíu ấy mà. Bé xíu nhưng mà đông khách du lịch quá. Thành ra là lúc nào nó cũng bị đông rồi. Ông kia lạc đâu mất luôn này. Không biết ông kia đi hướng nào luôn này. Nay chủ nhật thì nay chủ yếu là người ta sẽ đổ về và còn ít khách du lịch. Nhưng tình hình là bây giờ không biết ông anh kia đâu. Đây là chợ Sapa này. Chợ vào đây ai mua sắm cái gì thường vào đây mua. Thiệt là đen đuổi quá các bạn ơi. Hôm nay là ngày tiếp theo rồi. Kể từ hôm qua cái lúc mà lạc ông anh á, xong bắt đầu rồi gọi điện cho ông rồi cũng tìm được một cái khách sạn, một cái nhà nghỉ, xong rồi hai anh em vào vừa vào nghỉ ngơi thì bắt đầu nó mưa hoài, nó mưa to lắm, nó mưa cho tới ngày hôm nay và nó cứ âm u rồi nó mưa to xong này mưa to xong này mưa nhỏ. Và check thời tiết từ hôm qua đến hôm nay thì và cả các ngày tới nữa thì thấy thời tiết là sắp tới là nó mấy ngày tới là nó đều như này hết. Cho nên là khả năng bây giờ là không có ở nữa. Đáng nhẽ là hai anh em sẽ ở Sapa này 2 ngày để thuận tiện cho cái việc đi loanh quanh chơi có thời gian. Nhưng mà tình hình mưa gió như thế này thì thôi, quyết định luôn là hôm nay sẽ đi về Hà Nội luôn và kết thúc tour hành trình này ở đây luôn. Hẹn Sapa và các cái mùa lúa chín ở trên Sapa một cái ngày tháng khác, một cái dịp khác. Chứ nói thật ra là khi mà mưa gió như thế này rồi thì không thể nào mà đi chơi được. Cái thời tiết như thế này thì không chơi bời được cái gì cả. Mà đi lại thì nó rất là nhớp nháp, dơ bẩn. Nó không có thuận lợi cho cái việc đó. Cho nên là thôi đi về luôn. Bây giờ thì bắt đầu sẽ đi thẳng về Hà Nội. Khoảng hơn 350 cây. Hơn 350 cây thì cứ tàn từ bây giờ tới chiều tối. Bây giờ là mình bắt đầu đi từ lúc trưa. 11 giờ trưa nè. Thì đâu đó khoảng tối là sẽ tới. Cứ tàn trời mưa gió như thế này cũng không có chạy nhanh được. Thôi thì hẹn các bạn ở một cái hành trình tiếp theo. Còn hành trình này thì sẽ kết thúc ở đây. Mình sẽ đi về và dưỡng sức để khoảng vài hôm nữa là mình lại tiếp tục đi rồi. Mình lại tiếp tục đi cùng với lại mấy anh nữa. Đi khoảng một tuần. Cũng là một cái đội quen. Là cũng đi lang thang các cái tỉnh miền Bắc là khám phá các cái cung đường để mà cho mấy ổng dắt tour. Mình thì không dắt tour nhưng mà mình có một cái team chuyên dắt tour và chuyên đi khám phá làm tour. Khả năng là sau này nếu mà anh em thích đi tour mà cũng ok á, thì mình sẽ làm một cái nhóm để cho anh em vào đó chuyên tìm những cái tour mà để đi. Tiện cho những người mà có sở thích đam mê đi lại như thế này có thể giao lưu với nhau về xe cộ chẳng hạn, rồi du lịch các thứ. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây và hẹn mọi người ở một chuyến đi khác. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.